Thế còn tác phẩm Con Quay nằm ở trong tập này, xin thầy có thể nói rõ thêm về bài Con Quay ạ. Con Quay thực ra là trong văn nhạc có nhiều tác phẩm đã tạo những vận động xanh, ví dụ như là bài thơ hay là bài khóc, tức là những vận động rất nhanh, nhỏ đi rất nhanh. Thì cái bài Con Quay là cũng muốn một phần là cũng nhiều tặng theo cái truyền thống một số các bài như thế, một mặt là để tặng vận động nhanh cho nó về lúc này. Nhưng mà nó là cũng một cái trò chơi lý thú của tuổi trẻ, rất là chạy chơi Con Quay thì cái bài đó cũng tôi nhận lên trong đó luôn là đầu tiên người ta Con Quay bên trái một con cái hai con ba ba và ra một số nó cùng và sau đây xin mời giáo sư cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài Con Quay do Nguyễn Kim Ý Nhi trình bày.